Vâng, chào các bạn, tôi đang có mặt tại Pattaya, Thái Lan. Đây là cái phố đi bộ Pattaya, được mệnh danh là cái khu phố không ngủ ở Thái Lan. Buổi tối thì có rất là nhiều những cái chương trình nhộn nhịp như là nhảy đường phố, hip hop, những cái thể loại nhảy khá là hiện đại. Ở Pattaya thì cũng có rất là nhiều những cái quán bar, vũ trường và những cái dịch vụ khá là nhạy cảm. Vâng, những cái cô gái có trang phục mà khá là mát mẻ đứng ở hai bên đường rất là nhiều. Ở đây thì khá là đa dạng về văn hóa và ẩm thực cũng rất là phong phú. Còn đây là một cái hộp đêm của người Nga, những cô gái đứng ở trong cái lồng kính và uốn éo theo nhạc. Hầu như là ở phố đi bộ này thì tìm cái gì cũng có, từ ẩm thực cho đến vui chơi.